Xin chào quý vị anh chị đang học lý thuyết lái xe ô tô. Thì ở câu 73 này, trong 114 câu xe hình này, theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Thì ở đây chúng ta nhìn thấy ở cả hai phương tiện này, phía trước thì là một cái biển gọi là hướng phải theo. Ở đây chúng ta thấy là xe mô tô và xe ô tô đều có tín hiệu đèn chuyển sang hướng khác. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ chọn đáp án 4 là cả hai xe vi phạm quy tắc giao thông. Câu 74 thì có một mẹo rất hay là các bạn nhìn thấy cái dàn đèn ở phía trên không? Mà nếu như không có mũi tên ở phía dưới, mũi tên đỏ chỉ hướng ấy, thì chúng ta chọn đáp án xe con. Còn ở đây là dàn đèn phía trên mà chúng ta thấy mũi tên đỏ chỉ ở phía dưới thì chúng ta sẽ loại đáp án xe con. Đấy, thì các bạn nhớ lại nha, nhắc này. Dàn đèn phía trên không có mũi tên, chúng ta chọn đáp án xe con. Mẹo thứ hai là dàn đèn có mũi tên, chúng ta loại đáp án xe con. Thì ở câu hỏi này thì chúng ta sẽ thấy là dàn đèn có mũi tên loại đáp án xe con. Vậy đáp án 1 có xe con, bỏ đáp án 3 có xe con, chọn đáp án 2 hoàn toàn chính xác. Mẹo này rất hay anh em mình lưu lại để làm nhé. Chúc quý anh chị thành công.